Ở đây thì chuột hôm qua, thực ra là không phải là chị lao công chị nhặt hết đi mà là chuột hôm qua đã xơi sạch những cái bả ở dưới này rồi. Đấy, ở dưới này là mỗi một cái gốc này, ở mỗi một cái gầm này là mình để 3 viên, như vậy tổng ở đây là 12 viên. 12 viên đã không thấy một viên nào rồi, chứng tỏ là chuột ở đây họ ăn hết, nó đã ăn hết. Đấy, thì khả năng là trong vòng một tháng, tức là sau khi mà diệt chuột xong thì một tháng sau là sẽ không có chuột nữa. Nhưng mà cái việc giết diệt chuột này cứ phải diễn ra một ngày, à một tháng là một lần. Đấy, để tiêu diệt sạch cái số chuột tiếp theo nó sinh ra. Đấy, bởi vì là trung bình là cứ mỗi một một tháng đến 2 tháng thì sẽ ra một lứa chuột mà. Như này, cái chỗ này chuột nó vầy này. Đấy, và những cái thùng đang đậy nắp nữa cũng vẫn bị chuột vầy. Đấy, chuột nó cậy lên và nó vầy tiếp. Thì lại phải gieo lại, rất là mất công. Đấy, đây này. Chuột nó vầy ở đây để làm gì? Để nó ăn giun các bạn ạ. Để nó ăn con giun ở trong này. Đó, đây này, cái chuột thùng bị chuột vầy này. Đó. Là nó cứ đổ nghiêng đổ ngả ra là nó không 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 tốt. Ở đây thì có mấy thùng này? Một này, hai thùng này, ba thùng này, bốn thùng bị chuột vầy, năm thùng, sáu thùng bị chuột vầy. Đấy. Là cứ phải gieo đi gieo lại, với lại hai thùng này nữa là 8 thùng. Rất là mất thời gian. Đấy.